Xin chào anh em là Tú, chuyên review mua bán trao đổi đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng. Và hôm nay thì em sẽ làm một chiếc video tổng hợp hai mẫu đồng hồ của thương hiệu Breguet và Rolex. Cả hai mẫu đồng này thì đều là hai cái mẫu sản phẩm đỉnh cao và rất đẹp mắt trong cả hai thương hiệu này. Thì cả hai mẫu đồng này của em sẽ là hai mẫu hàng mới 100%, nguyên siêu full set. Bây giờ thì em sẽ show cho anh em đầy đủ những cái đết mua, ví dụ như chiếc Breguet này, anh em sẽ có một cái quyển sổ như thế này. Và khi mà em mở cái quyển sổ này ra, anh em sẽ thấy được đết mua cũng như là dấu đại lý cũng như ngày mua, số mã máy, số series. Đết mua của chiếc đồng này sẽ là mùng 4 tháng 6 năm 2022, mã máy, số series và nơi mua như thế này. Và cả hai mẫu đồng này của em thì sẽ được bảo hành chính hãng, đó là 5 năm. Với chiếc Rolex này thì sẽ có cái tấm thẻ này. Tấm thẻ này thì sẽ được Rolex họ trang bị cho anh em từ năm 2020 trở lại đây. Và tấm thẻ này thì sẽ có thêm cái con chip NFC để giúp anh em có thể quét NFC trên điện thoại, nó sẽ dẫn đến trực tiếp trang chủ của Rolex. Và ở mặt sau của tấm thẻ này thì anh em sẽ thấy được đầy đủ mã máy, số series 50535 và số series bên dưới. Đết mua sẽ là mùng 7 tháng 7 năm 2022 anh em nhé. Và bây giờ thì em sẽ cầm cả hai mẫu đồng này lên để anh em có thể nhận biết cũng như so sánh cả hai mẫu đồng này. Chúng ta có thể thấy khi mà em cầm trên tay thì chúng ta có thể thấy cả hai mẫu đồng này sẽ có hai cái mẫu thiết kế hoàn toàn trái ngược lẫn nhau, nhưng về điểm chung đó là vẫn sẽ là dây da và thân vỏ vàng hồng nguyên khối 18K. Cả hai mẫu đồng này thì về phần mặt số chúng ta có thể thấy những cái thiết kế đặc trưng của từng hãng. Và bây giờ thì em sẽ review cho anh em trước về cái mẫu Breguet này. Chiếc đồng ngoài của em thì sẽ có mã đó là 7057BR gạch G9 gạch 9W6. Và em này của em sẽ thuộc dòng Tradition, là một cái dòng sản phẩm cực kỳ cao cấp và rất đẹp mắt của Breguet. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế thân vỏ bằng vàng hồng nguyên khối 18K, size 40mm. Mặt số sẽ là mặt số kiểu dạng thiết kế lộ cơ, kể cả mặt sau cũng sẽ là lộ cơ. Và em này sử dụng bộ máy lên dây cót tay anh em nhé. Lên dây cót tay, chúng ta sẽ thấy được các chi tiết linh kiện được Breguet họ thiết kế, họ trang trí, họ sắp đặt cực kỳ khoa học và rất hợp lý ở bên trên cái phần mặt sau đáy và mặt trước của phần mặt số. Với size 40 thì anh em cổ tay vừa, cổ tay to, đeo cũng rất đẹp. Và em này của em thì sẽ có một cái thiết kế về phần mặt số ở góc 12 giờ sẽ có một cái sub dial ở bên trên cái góc số này. Chúng ta sẽ có cái phần chỉ giờ gồm bộ kim phút và kim giờ ở bên trên góc 12 giờ với dòng chữ Breguet ở góc trên cùng. Và các cọc số sẽ là cọc số La Mã để giúp anh em có thể thấy một chiếc đồng hồ nó sẽ cổ điển sang trọng. Và bộ kim mắt ngỗng là một cái bộ kim đặc trưng của Breguet rồi. Ở bên góc 9 giờ anh em sẽ có một cái kim chỉ báo năng lượng. Thì với cái kim chỉ báo năng lượng này sẽ là một cái bộ kim tính năng hữu dụng trên bộ máy cót tay để anh em có thể biết được hiện tại thì cái bộ cót của cái chiếc ngoài sẽ còn khoảng tầm bao nhiêu giờ cót nữa. Chúng ta có thể thấy các chi tiết trên cái phần mặt số cũng như phần thân vỏ của chiếc này thì sẽ được hoàn thiện kiểu full cast và sẽ hơi màu đen sần như vậy. Nó sẽ tạo cái điểm đẹp cũng như tạo thành cái điểm bắt mắt ở trên cái phần mặt số chiếc này. Về phần mặt kính thì sẽ sử dụng mặt kính cong sapphire nguyên khối và thân vỏ này thì anh em sẽ thấy được sự kết hợp giữa đánh bóng và các đường nét kiểu dạng rãnh khía như thế này. Thì đây cũng là một cái điểm đặc trưng của Breguet. Tất cả hầu như tất cả rất nhiều các mẫu sử dụng cái dạng khía này để trang trí làm thân vỏ cho chiếc đồng hồ của mình. Còn bên tay phải của em thì sẽ có phần lúm chỗ này. Với phần lúm này thì sẽ có logo thương hiệu của hãng. Và đây là một cái bộ máy có chức năng đó là kim giờ, kim phút và kim báo năng lượng. Thì anh em chỉ cần rút ra một lớp thì chúng ta sẽ chỉnh lịch thôi. À, chúng ta sẽ chỉnh giờ thôi và em này sẽ không có lịch anh em nhé. Đi kèm với đó chúng ta sẽ được trang bị một cái bộ dây cá sấu màu đen rất đẹp như thế này. Vì đây là một chiếc hàng mới nên anh em có thể thấy chiếc đồng ngoài của em vẫn còn nguyên siêu. Và khóa sẽ là khóa xiên. Với cái khóa xiên bằng vàng khối 18K này thì anh em có thể thấy một cái khóa xiên rất cổ điển. Tất cả những cái mẫu đồng hồ của Breguet hướng tới cái sự cổ điển thì đều sử dụng khóa xiên. Tại vì khóa xiên là một cái loại khóa có thể gọi là một cái loại khóa lâu đời và một cái loại khóa rất đẹp mắt, rất hợp với những cái mẫu thiết kế cổ điển.
Mặt sau đấy thì anh em sẽ thấy được những cái chi tiết linh kiện bánh xe và các chi tiết bên trên cái bộ máy này được thể hiện ở mặt sau của đồng hồ. Mặt sau cũng sẽ là mặt kính sapphire nguyên khối, và ở mặt bên ngoài của cái phần mặt đáy này chúng ta sẽ có đó là dòng chữ Swissmade như này. Cùng với đó, mã máy số series sẽ được khắc đầy đủ, cũng như dòng chữ AU7018K chuyện đồ chó trên cân tiểu ly. Và bây giờ thì em sẽ lên tay thử cho em về mẫu Breguet này. Chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ rất dễ đeo với size 40. Anh em có thể thấy cổ tay của em là cổ tay 16.5. Chúng ta đeo một chiếc đồng hồ Breguet cực kỳ dễ đeo và lên tay em thì quá tuyệt vời. Anh em cổ tay tầm như em thì có thể chinh phục, có thể trải nghiệm được cái mẫu sản phẩm này cực kỳ thoải mái nhé. Và chiếc đồng hồ của em thì em đang giao lưu với anh em một chiếc hàng mới. Em giao lưu đó là 550 triệu anh em nhé. Tiếp đến thì em sẽ có một chiếc Rolex Celelli, và em này của em sẽ là một chiếc đỉnh cao nhất của dòng Celelli, một chiếc Celelli Moonface. Moonface là một cái chức năng trên chiếc đồng hồ em đang cầm trên tay đây, và nó sẽ mô phỏng lại cái chu kỳ của mặt trăng. Chúng ta sẽ thấy được ở góc 3 giờ với cái phần mặt trăng này thì sẽ là tráng men có màu xanh dương, và chúng ta sẽ thấy được hai cái trăng đối chiếu với nhau, thì cái trăng trăng trơn thì sẽ tượng trưng cho trăng non, còn cái phần trăng có cái phần mặt thiên thạch được gắn lên trên cái đĩa trăng này thì sẽ tượng trưng cho trăng tròn. Chúng ta sẽ đối chiếu với góc 12 giờ với hình tam giác như thế này. Dòng Celelli thì sẽ có một thiết kế cổ điển từ thời phục hưng Ý, thì đây là một cái thiết kế quá nổi tiếng của Rolex rồi, một cái thiết kế mềm mại lam tính. Em này của em thì sẽ có size là 39 mm, thì độ dày nó sẽ rơi khoảng tầm 11 đến 12 mm, tại vì em này của em có thêm cái lịch tuần trăng Moonface, bởi vậy cái độ dày của bộ máy nó sẽ cao hơn một chút. Nhưng với một chiếc size nhỏ và độ dày cũng khá là ổn thì anh em cổ tay nhỏ, cổ tay vừa, cổ tay to đeo cũng rất đẹp nhá. Mặt số sẽ được hoàn thiện kiểu mặt số sơn mài và sẽ có màu trắng. Trên cái phần mặt số này anh em sẽ có các thông số, các thông tin, ví dụ như các vạch chia phút ở phần vòng bên trong cả, và các chữ số lịch ngày ở vòng bên ngoài. Và anh em muốn xem lịch ngày thì chúng ta đối chiếu với cái kim lung xanh có hình mặt trăng ở tay em đang chỉ đây, nó đang chỉ vào ngày ngày mùng 10. Và bộ kim giờ, kim phút cũng như các cọc số sẽ được làm bằng vàng 18K. Chúng ta có thể thấy ở góc 6 giờ khi mà anh em nhìn chéo vào mặt kính này, ở bên trên cái vành sẽ có mã máy số series đầy đủ rõ ràng anh em nhé. Tất cả các mẫu mới của Rolex thì đều được chạy chữ số series ở bên trong phần mặt mặt số đồng hồ. Mặt kính sapphire nguyên khối và mặt kính của Rolex thì gọi là siêu trong rồi. Và bộ máy thì anh em sẽ có, em sẽ nói đến thân vỏ. Thân vỏ sẽ là vàng hồng nguyên khối 18K. Chúng ta có thể thấy sự kết hợp giữa phần vành kiểu bo tròn này và phần bên dưới chúng ta vẫn sẽ có các rãnh khía như này để tạo cái điểm nhấn, tạo cái điểm bắt mắt trên cái phần phần vành. Còn phần thân bên dưới này thì anh em sẽ thấy được những cái đường led phần cạnh càng này cũng rất sắc bén như này. Bên tay phải của em thì sẽ có phần lốm chỗ này, và lốm này thì sẽ là lốm vặn cổ chai, thì anh em chỉ cần vặn ngược ra để mở lốm. Sau đó chúng ta chỉ cần rút ra một lớp thì sẽ chỉnh lịch, rút ra lớp thứ hai sẽ chỉnh giờ, còn chỉnh lịch tuần trăng Moonface thì anh em sẽ sử dụng cái phần lốm như ở đây để chúng ta chỉnh lịch tuần trăng Moonface. Và khi đóng lại anh em ấn lên và xoáy lên thì chúng ta sẽ đóng được cái phần lốm này lại, cũng như khi mà đóng chặt lốm chúng ta sẽ có độ chống nước là 100 m. Bộ dây da của chiếc này thì cũng sẽ có màu nâu đen, và anh em cũng sẽ thấy được màu đen sẽ nhiều hơn. Và chiếc này của em cũng sẽ là một chiếc hàng mới 100%, bởi vậy phần siêu trên dây này em vẫn giữ giữ nguyên, kể cả phần siêu khóa. Khóa thì sẽ là khóa bấm chống gập dây của Rolex. Đây là một cái loại khóa đẹp nhất trên cái dòng Celelli này rồi, và chỉ có dòng Celelli Moonface thì mới được trang bị cái phần khóa khóa chống gập này. Còn tất cả các dòng khác, ví dụ như dòng Celelli Time, Dual Time hay Celelli Date thì đều sử dụng khóa xiên, chỉ có dòng Celelli Moonface thì mới được trang bị cái khóa chống gập dây này, và phần khóa này cũng sẽ là được làm bằng vàng đúc nguyên khối 18K. Đó. Mặt sau đáy thì chúng ta sẽ thấy những cái dấu chuyện ở bộ phần càng. Đáy của Rolex thì sẽ luôn là đáy kín rồi. Và bộ máy ở bên trong sẽ là bộ máy Rolex 3195. Anh em sẽ có 31 trên kính, tần số động sẽ là 28.800. Thời gian tích cót sẽ là 48 tiếng anh em nhé. Bộ máy này thì sẽ có cái lịch tuần trăng
có độ chính xác lên đến 122 năm. Bộ máy này thì đạt chuẩn Superlative Chronometer của Rolex với cộng trừ không quá 2 giây một ngày. Với một chiếc Rolex thì sai số của bộ máy này sẽ một tháng không sai gì nào, đó là chuyện rất là bình thường với một bộ máy của Rolex. Bởi vậy cái mức giá của chiếc này nó cũng sẽ cao hơn so với chiếc Breguet cũng như cao hơn so với các mẫu sản phẩm series khác. Em này của em thì em đang giao lưu với anh em một mức giá cực kỳ tốt là 745 triệu một chiếc hàng mới 100% nguyên siêu full set tháng 7 mới nhất hiện tại. Còn chiếc Breguet này thì sẽ sử dụng bộ máy 507DR1, thì bộ máy này thì sẽ có đó là 50 giờ tích cót, tần số động sẽ là 21.600, 34 chân kính. Đó, bây giờ thì em sẽ cầm cả hai cái mẫu đồng này lên để anh em có thể so sánh, có thể tham khảo. Và cả hai mẫu đồng này của em đang sẵn tại shop tại Hà Nội. Anh em ở Hà Nội thì có thể qua lên tay trực tiếp tại shop em, và em cũng có shop và địa điểm giao dịch trong thành phố Hồ Chí Minh. Anh em có thể qua trực tiếp để giao dịch cũng như lên tay cái mẫu đồng này. Nếu mà anh em không thể qua được shop em thì đã ưng cái mẫu đồng này và muốn sở hữu cho mình một trong hai cái mẫu sản phẩm này, thì em có một gợi ý như thế này. Anh em sẽ chỉ cần cọc cho em một chút thiện chí thôi, sau đó em sẽ trực tiếp em mang chiếc đồng này đến tận nơi, đến tận cơ quan làm việc của anh em, để anh em có thể xem và giao lưu trò chuyện trực tiếp với em Tú. Tất cả mà mọi thứ đều minh bạch rõ ràng và em đảm bảo sẽ là bảo mật uy tín nhất, nhanh chóng nhất để anh em có thể giao lưu cũng như sở hữu cái mẫu đồng hồ này. Số điện thoại của em thì em có để dưới góc màn hình 0366621996, và em có sử dụng cả Facebook, cả Zalo, cả Facebook Zalo trên số điện thoại này. Anh em cần em tư vấn bất cứ mẫu sản phẩm nào hay cần em tư vấn gì về hai mẫu sản phẩm này thì có thể trực tiếp liên hệ trực tiếp với em. Và đây là hai cái mẫu đồng hồ mà em review trực tiếp tại shop, thì anh em quan tâm cứ liên hệ trực tiếp với em. Nếu mà anh em thấy video này có hai chiếc đồng hồ đẹp và chất lượng thì hãy cho em xin một like và một subscribe cho kênh của em, để em có nhiều thêm có thêm nhiều động lực em nhập thêm nhiều hàng mới, nhiều hàng chất lượng, nhiều hàng đẹp để phục vụ anh em. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Em xin kết thúc video tại đây.